Fishing was fun for me because I had to do one of the no fun to done. Bye bye. Không đâu bạch đi, nó kia nó xin mừng nào, nó mà lên bạch sân đi, nó bắt đầu xuất thái đi đâu ra. Hồ ế chứ nó xí là khu tê rả, nè bà rả chân bì văn ả rả mì chào ta. Khổ rực ta rồng của thăm ạ, khổ rồng quên yếu nó tèo ní hân bậc tê, khổ rực ta rồng của thăm ổn bố rồng của thăm ổn dù đê chứ nó đê đạo cho hả, chí nó khổ. Nà xí mặt nào khổ rực ta rồng của thăm, nà tụ đạo ổn dù em lộ sụng nghe nghe, nà xí mặt bà chàng chí vô vô tập đồ đê. Chân đi đâm nàng bà rồng lắm, chờ đâm mặt cá, nè mê nàng bà rồng của thăm ạ đồ đê, nà xí mặt nào là bà đê xí hết. Chừng nào đi khẩu rút nào rồng của thăm ơi xí nè nè đi vào mì cho nạo đâu gọi lên nè đi rồng bây giờ ra là khi khẩu rút nào đi mình chừng nào bao thì chỗ nạp bao mì cho gọi lên nào văn hóa nào khoa lạng nào bao gọi lên nào rồng bây đã mặn nào văn hóa khoa lạng nào văn hóa kì thế nào đi xí nè khoa lạng thì bây giờ chừng nào đâu có bạc kiểu gen khi nào đi bao đi gen bây giờ chừng nào đi bao mì rồi nào mặn chào đi nào giờ khẩu số bao bên nào văn hóa giờ nó còn phải à ôi ta đi xí nè chạy gọi lên mừng gọi thua ra tao nó gọi bà già một cái làm bao tao nói nó khai nị phụ na ai ở phun khẩu bất sĩ số nè cái na để mày tu lên nhà mang lại mày bắt cho mà đã mỏi nó mày có xe mà nó khai nị phụ na cha ra na chúng nó phun khẩu đã biết chúng nó phun khẩu để mặn chua sau lúc khẩu bơ mặn chua nên cái chơi chỉ tao nói cái gì mà làm khuất thuật lấy cha mày em mang chậm một chẳng cứ phun đi bắt thấy cái chẳng cứ phun đi mà chua thì đâu có nè mừng nà chim mặc quang á xa dài ông ghê nô nì gầm mừng nà chim mặc ăn đi bà thầy cứ chín á chẳng sao đến nà xong đi bà thầy nà ghê ăn đi bà nà nô nì gầm mừng nà chim mặc quang yên thắp đi bào đi ăn nà chim mặc quang cháu á yên thắp sao thôi đi chạy ghê nà quang yêu gọi lên mừng bố thông á chẳng sao đi ăn đi bà nà chim mặc quang yêu thắp đi bà thầy ghê nô nô đen yêu gọi lên mừng bố thông hộ nì gầm mừng nà tên ăn nà chim mặc yêu video khô năm nà cao đen lại chắc sức kết khả năng quang nà đê chỉ bị điều thay đổi lúc số phận năm ấy kia rồi nãy mang gần chỉ không biết cái tên nào hai đứa bạn mình mà mở ra nãy sau đó cái talo này bắt đầu để subscribe khát bỏ rồi comment khát bỏ rồi mà không chỉ video thay đổi lúc số phận năm ấy kia giờ video của bạn mình có thể like share subscribe khát bỏ đi xem bắt anh con mình thay đổi video của bạn đó nó phan thì anh bye bye.